Xin kính chào cô chú anh chị em. Hôm nay shop Lê Quốc Đồ Xưa giới thiệu cho anh chị em là một số sản phẩm là kỹ trà, ô trầu, lư hương, một số sản phẩm thì gỗ chắc nha anh em, chắc với cẩm nha. Số sản phẩm nè, chắc với cẩm không? Đây là kỹ trà chắc ha. Bộ lư hương, cái bộ lư này đặc biệt nha. Bộ lư này là cẩm xưa nha anh em ha, rất là già đồ ha. Lân là những xưa người ta đục rất là tỉ mỉ nha, đục bằng tay anh em ha, người ta đục rất là có hồn. Cái bộ lư này là độc nhất vô nhị anh em. Sếp cũng đi đã giao lưu nhiều nơi, bộ lư kiểu này rất là hiếm nha. Cái vân cẩm lai xưa, bộ lư hương lân nha, có 3 chân kỳ lân ha, đó đục bằng tay 3 kỳ lân ha, 3 bên 3 chân quỳ ha, đó đục rất là tỉ mỉ nha anh em. Bộ rất là nặng, và trên thị trường này cái bộ này lâu lắm rồi shop mới thấy, đi nhiều nơi chưa thấy bộ, có bộ nào giống bộ này, rất là hiếm nha. Anh em nào mà có cùng cái bộ này thì anh em mình có vẻ giao lưu với nhau về những cái đồ xưa này đó. Anh em tham khảo và không hiểu không rõ thì alo cho shop, shop sẽ đo kỹ lưỡng hơn. Những anh em nào đã theo dõi qua shop rồi thì cũng cảm ơn rất là nhiều. Và những anh em nào mà mới xem trên shop Lê Quốc Đồ Xưa, anh em ủng hộ cho shop một cái đăng ký để có shop có động lực đi sưu tầm những cái đồ quý hiếm xưa để cho anh em chiêm ngưỡng. Xem những cái sản phẩm mà shop đã kỳ công sưu tầm nha. Đó. Những cái bộ lư hương này là trên thị trường này rất là hiếm có. Những nghệ nhân xưa người ta đục rất là tỉ mỉ nha, thẩm mỹ rất là cao, đục bằng tay hết nha anh em. Đó, những kỳ lân đục rất là có hồn ha. Kỳ lân rất là đẹp anh em ha. Kỳ lân ôm tiền nha, ôm hai cái đồng tiền nè, cái này rất là xưa ha, rất là cực kỳ công đi sưu tầm được món này về. Anh em nhớ đăng ký cho shop, shop sẽ có động lực mạnh mẽ hơn và đi sưu tầm cho anh em xem những cái đồ quý hiếm của ông bà ta thời xa xưa nha. Sau đây shop sẽ đo cho anh em thấy bộ lư khủng nha, bộ lư khủng cẩm lai 100% nha, rất là nặng nha, đó, liền tích nha. Đó.
Đó, những cái này nè, tháo anh em tháo ra được. Đó, mấy phía trong nha anh em, rất là dày nha. Độ dày của nó, của cái phía trong này không là 3 phân ha. Cẩm lai nếu mà già tuổi rồi nó khô cằn hết rồi. Đó, 3 phân lận rồi, rất là dày nha anh em ha. Cái nắp anh em xem cái nắp này, 3 phân luôn nè anh em. Đó, rất là dày nha, nắp trong. Con kỳ lân này anh em tháo ráp được nha. Kỳ lân ôm đồng tiền ha, hai bên nha anh em ha. Cái này sau bộ phận lân sau lưng nha, kỳ lân sau lưng nha. Rất là dày. Cái bộ này rất là kỳ công anh em ha. Mới tìm được cái bộ này. Đó, anh em cứ chiêm ngưỡng đi để cho một cái ý kiến nào đó về cái bộ này nha. Để shop càng ngày càng hoàn thiện hơn. Tỷ shop có nói gì sai thì mong anh em bỏ qua. Sau đây shop sẽ đo cái bộ lư khủng này nha. Nó già tuổi anh em ha. Rất là già tuổi đây. Từ đây tới cái đỉnh á là 53 nha anh em ha. Phải 53 nha, tới con kỳ lân là 53 ha. Đó. Còn tới mà cao đến đây á là 41. Kéo lên cao tới cùi lân là khoảng 53 ha. À, rất là to tướng nha. Dày 3 phân gỗ nha, nguyên cái bụng này rất là to. Sếp sẽ đo cái bụng cho anh em xem. Đó, nguyên cái. Gần 80 quá. Cái này sắp đo nha anh em ha. Anh em thấy dòng bụng nè, 80 nha. Dòng bụng khoảng 80 nha anh em nè. Đó, cái số 80 này nha. Đó, nguyên cái dòng bụng to rất là lớn nha. Đó, sắp bưng xuống cho anh em xem nha. Đó, đây. Đây, đây cái này cái đế nè, rất là dày nha. Gỗ hồi xưa rất là chắc chắn. Đó, anh em thấy không? Nó dày 3 phân luôn nha anh em à. Bộ rất là dày nha, được phẩm lai. Anh em thấy cái vân xung quanh nè, cái vân xung quanh của cái đế nha. Đó, đế chân quỳ người ta làm rất là đẹp nha. Anh em nào giao lưu thì liên hệ qua cái shop, qua shop Lê Quốc đồ xưa nha. Anh em cứ chiêm ngưỡng cái bộ này, cho ý kiến coi cái bộ này như thế nào nha anh em ha. Shop cũng kỳ công, thấy đi rất là nhiều nơi mà chưa thấy cái bộ nào như bộ này, rất là hiếm. Lâu lắm rồi shop mới thấy được, rất là ưng ý cái bộ này ha. Anh em nhớ theo dõi đăng ký nha. Đó, shop sẽ sưu tầm nhiều cái món đồ đẹp nữa. Đó. Còn bộ này bộ chắc nè. Đây. Còn đây là bộ chắc ha. Đó.
nó chắc nguyên con 100%. Hôm nay sếp chỉ giới thiệu vài món thôi ha, cũng đục chân quỳ nè, đục lân hay gì đó. Bộ này cũng quý hiếm nha anh em ha, đó chắc nè, sếp để nguyên thủy này luôn, chưa có đánh bóng, chưa làm gì hết hai bộ này. Anh em chiêm ngưỡng những cái vân gỗ chắc nha, người ta làm bằng mộng nha anh em, đó mộng không à, đó, rất là đẹp. Đấy, sau đây sếp sẽ đo chiều cao tới cái đỉnh lư này là 36 36 nha anh em ha, tới đỉnh này 36 nha. Còn cái dòng bụng của bộ lư chắc này là 55 nha anh em ha, dòng bụng của bộ lư chắc là 55 nha. Đó, những cái bộ như vậy bây giờ trên thị trường rất là quý hiếm anh em ha, lư chắc ha. Đó, anh em ha, cuối video clip cảm ơn anh em đã xem hết video clip này. Ai muốn mua bán, trao đổi thì liên hệ qua số điện thoại của shop Lê Quốc Đồ Xưa. Nếu ai rảnh, mời đến cửa hàng tham quan, rất hân hạnh chào đón. Mong anh em cho một cái like, đăng ký. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Xin cảm ơn.